Quý vị thân mến, trong chúng ta, ai chẳng khao khát làm được điều gì đó thật lớn lao trong cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng những điều lớn lao ấy lại được tạo thành từ những điều nhỏ bé. Cuộc sống của chúng ta do tất cả những gì tồn tại xung quanh tạo nên, bao gồm cả những điều nhỏ bé, kỳ diệu như vậy. Những bài học trong cuộc sống này cũng thế. Sau khi trải qua bao thăng trầm, nhiều người trong số chúng ta chợt nhận ra rằng thì ra rất nhiều bài học sâu sắc và thấm thía mà đường đời dạy cho ta lại ẩn chứa trong những điều vụn vặt của cuộc sống. Ai tinh tế nhận ra sớm thì những bài học đó sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn đường, đưa họ đến với cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và thành công trong tương lai. Hãy cùng lắng nghe 8 điều sau đây quý vị nha. Thứ nhất, hạnh phúc là ngày hôm nay. Gà gáy thì trời sáng, gà không gáy trời vẫn sẽ sáng. Vậy nên trời sáng hay không hoàn toàn không phải là do gà gáy quyết định, mà quan trọng là người có tỉnh giấc hay không. Khi người thức dậy là một ngày cũ đã qua, nếu không thức dậy thì sẽ ngủ vùi cả một đời người. Bạn nên nhớ rằng mỗi ngày thức dậy là một cuộc sống mới. Thứ hai, hạnh phúc là buông bỏ. Có một người mua một hộp lê vì sợ trời nắng nóng có thể sẽ khiến lê bị hỏng, nên ngày nào người đó cũng chọn ra những quả tệ nhất để ăn trước. Kết quả là người đó ăn hết một hộp toàn lê thối. Cuộc sống cũng giống như việc ta ăn lê vậy. Nếu ngày nào cũng chú tâm toàn đến những chuyến không vui thì cả đời ta sẽ sống trong bực tức và lo âu. Hãy buông mọi buồn phiền và ném chúng đi thật xa. Mỗi ngày đều hướng đến điều tích cực thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật tuyệt diệu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của đời người, sống thật tích cực và vui vẻ. Hãy luôn chú ý và điều chỉnh, đừng để bản thân rơi vào những cảm xúc tồi tệ nhé. Chuyện kể rằng, một nhóm người đi bộ trên sa mạc, mọi người đi lại đều rất nặng nhọc, mệt mỏi đến độ không nói nên lời. Vậy mà có một người lại tỏ ra rất vui vẻ thoải mái. Người khác thấy vậy bèn hỏi, anh vì sao mà lại vui vẻ thoải mái đến thế? Người ấy cười và nói, bởi vì những đồ tôi mang theo người là ít nhất. Cuộc đời chúng ta cũng giống như người đi bộ hành giữa sa mạc vậy. Nếu cứ mang theo những bực tức, những muộn phiền và cảm xúc tiêu cực, thì chẳng khác nào mang vác một đống đồ đạc nặng nhọc. Chúng ta sẽ kiệt sức trước khi có thể tiến đích. Nếu bạn đang cảm thấy khó chịu hay không hài lòng vì một điều gì đó, thì hãy nói ra. Nói ra rồi thì tìm cách giải quyết. Không giải quyết được thì hãy buông. Đừng cố kìm nén, đừng để trong lòng để rồi biến mình thành nạn nhân của chính mình, khiến bạn mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Buông bỏ là khi chúng ta quên đi những ưu phiền, những bực bội, những sai lầm của bản thân và của cả người khác nữa. Cuộc sống đang có nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi ta ở phía trước, mà chỉ khi buông bỏ được một số thứ, những điều tốt đẹp ấy mới có thể tìm đến với ta được. Thứ ba, hạnh phúc là ngừng so sánh. Một ngày nọ, vẹt và quạ gặp nhau. Vẹt ở lồng có cuộc sống an nhàn và thoải mái, nhưng chú lại rất hâm mộ quạ được tự do bay lượn trên bầu trời. Vẹt ngưỡng mộ sự tự do của quả, quả lại hâm mộ cuộc sống an nhàn của vẹt. Vì vậy, hai con chim đã thương lượng để đổi chỗ cho nhau. Quả nhận được cuộc sống an nhàn mà mình mong muốn, nhưng chú lại không nhận được sự yêu mến của chủ nhân và cuối cùng chết vì hậm hực. Vẹt có được tự do, nhưng vì đã sống trong sung sướng quá lâu nên không còn khả năng sinh tồn độc lập. Cuối cùng, chú ta cũng chết vì đói. Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, bạn ganh tị và khao khát với những gì người khác đang có chứ? Đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi với bản thân những điều tiêu cực, kiểu như, ôi trời, tại sao cái gì mình cũng không giỏi, cái gì mình cũng không biết, làm cái gì cũng không thành công bằng anh A chị B? So sánh với người khác chính là cái bẫy dẫn bạn đến với một cuộc sống không bao giờ hạnh phúc. Bạn luôn ganh tị và cảm thấy thua người khác về mọi mặt trong cuộc sống, thay vì trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đang có. Những điều này nếu diễn ra thường xuyên trong tâm trí về lâu dài sẽ khiến cho bạn stress, đỡ chắc bản thân mình và mất động lực làm việc cũng như tận hưởng cuộc sống mà mình đang có đấy. Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học vô cùng thấm thía, đó là đừng hâm mộ với hạnh phúc của người khác một cách mù quáng, vì có thể hạnh phúc ấy lại trở thành bất hạnh với bạn. Ở trên đời, đừng so đo thiệt hơn, sống tốt cuộc sống của chính mình, tận hưởng từng điều mà cuộc sống ban cho chúng ta, chính là chân lý đấy. Thứ tư, khoan dung với người khác là giải thoát cho chính mình. Khi một giọt mực rơi vào cốc nước trong, cốc nước sẽ lập tức đổi màu và không uống được nữa.
Nhưng khi một giọt mực rơi xuống biển, biển vẫn xanh thẳm như trước. Vì sao lại thế? Vì sự bao dung của hai vật thể ấy khác nhau. Bông lúa non thẳng thân đón gió, bông lúa càng chín càng cúi thấp đầu. Vì sao vậy? Bởi vì có sự khác biệt giữa trọng lượng của cả hai bên. Khoan dung với người khác chính là độ lượng, khiêm tốn cúi mình chính là tự biết phân lượng. Kết hợp hai điều ấy với nhau sẽ hình thành nên phẩm giá của một người. Có câu, biển không chối từ nước, đêm mới trở nên rộng lớn. Trong thế gian mỗi người đều cần có lòng dạ bao dung. Nội tâm càng rộng lớn bao nhiêu thì thế giới trước mặt bạn lại càng rộng mở bấy nhiêu. Một người nếu cứ luôn trách móc, luôn để tâm quá mức đến sai lầm nhỏ của người khác thì sẽ không nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân mình. Khoan dung đối với người khác không chỉ làm lay động được người khác mà còn có thể an ủi bỗ bề và làm thanh tịnh bản thân mình. Tha thứ cho sai lầm của người khác thì trong tâm của mình sẽ có nhiều thêm một phần không gian, nhiều thêm một phần nhân ái. Cuộc sống sẽ có nhiều hơn sự ấm áp, nhiều hơn ánh nắng mặt trời. Thứ năm, thành công do nỗ lực rèn luyện mà có. Nước hoa có 95% là nước, chỉ có 5% khác biệt. Điều đó nằm ở công thức bí mật của mỗi người. Con người cũng vậy, chúng ta có 95% cơ bản giống nhau. Nhưng 5% khác biệt còn lại chính là yếu tố quan trọng phân biệt ta với người khác. Bao gồm sự tu dưỡng, tính cách và mong muốn cá nhân, từ đó quyết định hạnh phúc và nỗi đau của chính mình. Phải mất 5-10 năm để tinh dầu thơm có thể hòa quyện vào nước hoa. Con người chúng ta cũng vậy, phải trải qua quá trình trưởng thành và rèn luyện mới có thể đạt được hương vị độc đáo của riêng mình, mới có thể đạt được những thành công trong cuộc sống. Thành công của một người thường không phải là do tạo hóa hay do người khác ban tặng cho, mà nó nằm trong chính sự nỗ lực của mỗi người. Trên thế giới rộng lớn này, không có gì là giống nhau, cho nên mỗi người cũng có những bí quyết riêng để tới cái đích thành công. Có người thì nỗ lực làm việc chăm chỉ như những chú ong để tích lũy từng ngày. Có người lại sẵn sàng đương đầu với những thử thách, dám mạo hiểm tất cả để theo đuổi ước mơ. Có nhiều người lại có khả năng thiên phú và để thành công họ nuôi dưỡng và phát triển khả năng đó lên. Nhưng bản chất của thành công mỗi người lại rất giống nhau, đó chính là nỗ lực hết mình, hoàn thiện bản thân tốt nhất. Vì vậy học tập là rất quan trọng, kiên trì thì rất quan trọng. Thứ sáu, không thể sống mà làm vừa lòng tất cả. Có hai cha con nọ dắt một con lừa ra đường, cả hai người đều đi bộ. Có người thấy thế bèn nói họ là thật ngu ngốc vì có lừa mà không ngồi. Sau đó, khi người con ngồi lên lừa, lại có người qua đường chửi người con bất hiếu để cho cha phải đi bộ. Khi đổi lại, người cha ngồi trên lưng lừa, thì có người lại bảo rằng người cha độc ác quá. Sau đó hai cha con cùng nhau cưỡi lừa. Lại có người đi qua nói rằng họ không biết thương yêu động vật, chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Cuối cùng, hai cha con đành phải cõng con lừa về nhà. Có một câu nói là tôi không biết chìa khóa để thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Trong cuộc sống, cho dù bạn là gì và đã cố gắng ra sao, thì người khác vẫn sẽ luôn có ý kiến về bạn. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng để điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Cách tốt nhất bạn nên làm là tự thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bởi nếu chúng ta không có chính kiến và quyết tâm của mình, luôn bị lời nói và hành động của người khác làm lung lay, thì lúc ấy chúng ta sẽ chỉ có thể làm những điều ngu ngốc như cha con cùng cõng lừa về nhà trong câu chuyện vừa rồi. Thứ bảy, hãy hưởng thụ cuộc sống đúng cách. Có một con cáo tìm thấy một ổ toàn trứng gà ngon lành, nhưng vì quá béo nên nó không chui vào ổ được. Vì vậy nó quyết định nhịn đói 3 ngày và cuối cùng đã chui vào thành công. Nhưng sau khi đánh chén no nê số trứng ấy thì nó lại không thể chui ra ngoài được nữa, nên đành phải nhịn đói thêm 3 ngày nữa mới ra được. Cuối cùng nó than rằng, mình làm thế này, ngoài việc ăn cho sướng miệng ra thì tự tìm việc cho bản thân mà chẳng được lợi lộc gì. Cuộc sống của chúng ta không phải cũng như vậy sao? Làm lũng vất vả cả đời, nhưng đến cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay thì ai có thể mang theo công danh lợi lộc mà ta đã tích cóp theo cùng được cơ chứ? Có thể dùng cả thanh xuân để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại thanh xuân. Có thể liều mạng để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại sức khỏe. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng lại chẳng thể dùng tiền mua lại thời gian. Ngay cả khi dành cả cuộc đời mình
để kiếm tiền khắp thế giới, cũng không thể dùng số tiền đó để đổi lại tàu cuộc đời phía trước được. Vì vậy, điều quan trọng là hãy trân trọng bản thân và hãy thụ hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, từng ngày qua bằng nhiều cách khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể hưởng thụ được. Đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể thụ hưởng được, dù là ít hay nhiều. Thứ 8, chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Trong một cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã ghi lên bảng đen 4 phép tính như sau: 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, 8 cộng 8 bằng 16, 9 cộng 9 bằng 20. Thấy vậy, các phụ huynh thi nhau nói rằng: cô giáo làm sai một phép tính rồi. Cô giáo quay người lại và chậm rãi nói rằng: vâng, các vị phụ huynh đều có thể thấy rõ rằng phép tính này bị cộng sai. Nhưng đằng trước có 3 phép tính đều đúng. Tại sao không ai để ý khen ngợi điều ấy mà chỉ thấy mỗi một phép tính do tôi làm sai? Sau đó, cô giáo đã nói một cách đầy chân thành sâu sắc rằng: các vị phụ huynh thân mến, bản chất của giáo dục không phải là tìm tòi phát hiện ra cái sai của con trẻ, mà là kịp thời tán dương những điều trẻ làm đúng. Làm người cũng vậy, nếu bạn đối xử tốt với ai đó cả trăm cả nghìn lần, người đó sẽ coi đó như là một thói quen. Và chỉ một lần bạn làm phật ý người đó, thì mọi điều tốt đẹp trước kia có thể bị phủ định hoàn toàn, và người ta chỉ còn chú tâm đến lỗi lầm ấy của bạn. Đây chính là nguyên tắc về bản chất con người: 100 - 1 = 0. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, giữa gia đình người thân cũng thế. Lùi một bước trong tình bạn để mối quan hệ thăng hoa, nhường một bước trong tình thân để hoài khí cả nhà dâng cao. Người xưa có câu chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Đây chính là chân lý làm người. Từ trẻ con đến người lớn, chúng ta đều cần học cách nhớ ơn, báo đáp. Quý vị thân mến, con người là chủ nhân của hóa phước, có thể chuyển họa thành phước, cũng có thể biến phước thành họa. Một người xấu xí, tàn tật, bệnh hoạn bẩm sinh là họa. Nhưng nếu người đó có trí tuệ, có đạo đức, có kỷ luật, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu không ngừng, thì có thể chuyển họa thành phước. Người ta nói phước lành như chiếc áo giáp sắt che kín thân khi tai họa ập tới chúng ta. Muốn có nhiều phúc đức phước lành thì nhất định phải tuân thủ 4 điều không để tránh 4 mối họa sau đây. 1. Không thèm khát, tránh được mối họa hệ lụy. Có câu tuyệt thị cấm dục, sở dĩ trừ lui. Y nói gì được ham mê bất lương, loại bỏ được dục vọng quá phận thì có thể tránh được các mối họa hệ lụy. Sống ở đời, bạn càng đòi hỏi nhiều, càng ham muốn nhiều, bạn sẽ càng mệt mỏi. Bởi lẽ con người ta ham muốn, ước mơ, nhu cầu là vô hạn, biết bao giờ mới là đủ. Người quá tham vọng là người có cái tâm mệt nhất. Bởi lẽ trong quá trình thỏa mãn dục vọng, bạn chưa chắc đã được như ý. Khi gặp phải khó khăn, khi không cầu được, sẽ sản sinh ra biết bao loại khổ não, phiền muộn. Vậy mới nói tham nhiều thì khổ nhiều. Cổ nhân nói vô dục tắc cương, người ít dục vọng thì sẽ chính chiếc cương cường. Một người nếu xuất hiện ý bất lương, hơn nữa dục vọng lại nhiều, thì sẽ dễ trượt dài trên con đường tội lỗi. Họ vì thỏa mãn ham mê dục vọng của bản thân mà không từ một thủ đoạn nào, kể cả giết người, hại mệnh. Kỳ thực, rất nhiều thống khổ trong cuộc đời, rất nhiều điều không như ý đều là vì dục vọng quá nặng, trong tâm luôn không cảm thấy thỏa mãn mà ra. Con người giống trên đời, muốn được tự tại, phải học chữ buông. Người không bỏ xuống được công danh lợi lộc thì khó tránh khỏi những cuộc tranh đấu trong cõi hồng trần cuồn cuộn, khó sống được bình an. Một người nếu có thể chú ý suy xét lại chính mình, khắc chế dục vọng của bản thân, giữ mình không trở theo ham mê bất lương thì sẽ tránh được họa. Thứ hai, không vọng ngôn, tránh được mối họa từ miệng. Lại có câu quát nang thuần hồi, sở dĩ vô cữu, nghĩa là phải quản tốt được cái miệng của mình, không nói lời loạn bậy vọng ngôn thì không phạm lỗi lầm. Con cóc, con ếch ngày đêm kêu miên man không dứt, kêu đến rát cổ bỏng họng mà cũng chẳng có ai muốn đi nghe âm thanh của chúng. Con gà trống chỉ gáy khi trời tờ mờ sáng, một tiếng gáy nhưng chấn động thiên hạ, người người nghe tiếng gáy ấy mà dậy sớm. Nói nhiều có tốt không? Lời nói chỉ hữu ích khi nói đúng lúc đúng chỗ. Trong cuộc sống, mỗi một lời nói ra
thì đều có thể rước lấy mối họa khiến cho bản thân phải trả giá. Đặc biệt là đối với những người thường hay nói lời thị phi, nói lời bất thiện hay nói năng không có chừng có mực, thì cái miệng càng dễ dàng trở thành cửa ngõ thu nhận mối họa. Bạn muốn dùng lời nói để trấn áp người khác, dù có thắng rồi người ta cũng chẳng phúc. Đối nhân xử thế, vẫn là khiêm tốn một cách thích hợp là tốt nhất. Đôi khi im lặng chính là vàng. Người nói nhiều không xấu, nhưng người lắm lời hay là nhại, nói nhiều nhưng toàn nói không đâu với đâu thì lại không hề hay ho. Lời nói chỉ có giá trị khi nó được đưa ra bảo đúng tình huống, đúng thời điểm và với đúng người. Thứ ba, không tham lợi, tránh được mối họa oán hận. Sống ở đời, một người cần phải làm hết phân sự mà không sao nhãng bỏ bê, tuân thủ nghi ngặt tín nghĩa mà không thay đổi, bị khiển trách hay khen ngợi mà không tự ti cũng không kiêu ngạo, gặp lợi mà không tham lam cuồng vọng. Tục ngữ nói, gặp lợi mà không cầu thả nhận. Người quân tử quý trọng tài vật nhưng không tùy tiện nhận. Nhưng xưa nay, người gặp lợi mà nảy sinh lòng tham thì có nhiều vô kể, bởi vì họ quá mức tham lam nên tự rơi vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng đan. Khi lợi ích trước mặt, con người ai ai cũng muốn mình có được một phần. Nếu quá mức tham lam, muốn chiếm hết lợi ích về mình thì tự nhiên sẽ bị người khác oán hận. Mà khi oán hận chất chứa quá nhiều rồi thì một ngày nào đó tai họa nhất định ấp xuống. Cho nên những người làm nên đại sự đều có thể giữ sự đúng mực khi đứng trước lợi ích, thậm chí không luyến tiếc mà nhường lợi cho người khác. Khi lợi ích trước mặt mà có thể không tùy tiện lấy, không thấy lợi mà quên nghĩa, không vì tư mà tổn hại công, thì đó chính là trí tuệ nhìn xa trông rộng. Sống ở đời, chữ lợi có thể đem lại cho bạn sự thỏa mãn sung sướng ở một thời điểm nào đó, nhưng nó chắc chắn sẽ chỉ là ngắn hạn. Bởi lẽ thứ giữ chân con người ta với nhau về lâu về dài là chữ tín, là sự chân thành. Đừng sống để sau này ngoảnh mặt lại, cả một quãng đường dài đến sau cùng lại chỉ mình tôi với tôi. Thứ tư, không ngạo mạn, tránh được mối họa hung hiểm. Một người kiêu căng ngạo mạn sẽ luôn ở trước mặt người khác thể hiện ra những ưu điểm của mình, giễu cợt nhược điểm của người khác, chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác, sẽ khiến người khác xa lánh, ác cảm. Sống mà xúc phạm, ngạo mạn với những người đáng ra phải kính trọng thì sẽ dẫn đến những tai họa nguy hiểm. Người đáng kính trọng ở đây chính là những người lớn tuổi, những người có địa vị cao hay những người đức hạnh. Lòng kính trọng, tôn kính người già, yêu thương trẻ nhỏ là yêu cầu căn bản của làm người, cũng là phép tắc căn bản trong kết giao xã hội. Người biết kính sợ, không ngạo mạn thì đi đến đâu cũng được người khác hoan nghênh tiếp đón. Trái lại, một người ở trong nhà bất hiếu với cha mẹ, ở bên ngoài lại bất kính với người bề trên thì chính là đã đánh mất đi tiêu chuẩn căn bản của làm người. Người như thế không chỉ không được người khác tôn trọng mà còn bị người khác chán ghét và khinh bỉ. Có câu, năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mà kỳ nhược giả vong. Ý nói, người lấy lễ tôn sư mà đối đãi với người hiền đức thì được ủng hộ, còn người tự cao tự đại cho rằng người khác không bằng mình thì cách tai họa diệt vong không xa. Cho nên cổ nhân nói, người có thể ôn lương cung kiệm nhượng thì mới có thể đi được lâu dài. Người giữ được tâm kính sợ, làm việc có chuẩn mực, làm người có lễ tiết thì mới tránh được mối họa hung hiểm. Thưa quý vị, làm người phải có chuẩn mực lễ tiết thì mới có thể sống được bình an hạnh phúc. Mà muốn được như vậy thì ta phải tu dưỡng cái tâm, cái đức của mình. Từ xưa tới nay, tu dưỡng đạo đức, học theo phẩm hạnh tốt đẹp của bậc quân tử luôn là mục tiêu được người đời theo đuổi. Người đạt được cảnh giới của bậc quân tử là người có tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ cao siêu xuất chúng hơn người. Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục nghe những chia sẻ sau đây để nuôi dưỡng cái tâm và cái tầm trong mỗi con người. Quý vị nhé! 1. Có trình độ để nhìn đời xa rộng. Tu dưỡng đạo đức đầu tiên cần có của người quân tử là phải có trình độ. Trình độ ở đây bao gồm lề lối và tầm nhìn của một người. Tầm nhìn càng cao sẽ càng nhìn được xa hơn, giống như một người đứng ở vị trí cao hơn người khác. Có một câu chuyện mụ môn kể rằng, quả đen đậu trên cây, cả ngày không có việc gì để làm. Thỏ nhìn thấy mới hỏi, tôi có thể cả ngày không cần làm gì như anh được không?
Được chứ, sao lại không thể? Vì thế, thỏ nhảy đến khu đất trống dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một con cáo xuất hiện, bô lấy và ăn thịt thỏ. Câu chuyện vừa rồi dù đã cũ, nhưng vẫn có không ít người hỏi, vì sao thỏ lại bị ăn thịt? Có phải do nó đứng ở chỗ không cao không? Câu trả lời quá rõ ràng, bởi vì quả đen đứng ở vị trí cao hơn thỏ. Đó chính là tầm nhìn và trình độ mà ta thường nói. Tầm nhìn quyết định trình độ, hay nói cách khác, tầm nhìn là tiền đề của trình độ. Một người không chỉ cần có tri thức, mà phải có cả kiến thức. Kẻ tầm nhìn hạn hẹp, nhưng sống lại hay than trách nhiều, thường là kẻ tạo ra muộn phiền. Ngược lại, người có tầm nhìn sẽ nhìn rõ được mọi vấn đề, tư tưởng được rộng mở, gặp chuyện biết cách cảm thông, ưu tư tự sẽ biến mất. 2. Có lòng độ lượng để nhìn rõ cuộc đời. Người xưa có câu, độ lượng càng lớn, phúc càng to. Một giọt mực rơi vào ly nước khiến ly nước thay đổi màu sắc và không thể uống được nữa. Nhưng nếu một giọt mực rơi xuống đại dương bao la, nước biển vẫn là một màu xanh. Vì sao? Bởi vì độ lượng của hai thứ này khác nhau. Làm người cũng vậy. Người càng có lòng khoan dung độ lượng thì cuộc sống của người đó càng tốt đẹp và thoải mái, bạn bè cũng nhiều hơn. Độ lượng là giá trị của tu dưỡng đạo đức quan trọng bậc nhất của người quân tử. Bởi vậy chỉ cần nhìn vào cách một người ứng xử thế nào trước thắng thua hơn thiệt, là biết nhân cách của họ ra sao, là người quân tử hay là kẻ tiểu nhân. Làm người cần có sự khoan dung. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ sai của người khác để bới móc trách cứ, thì ta sẽ trở thành người nhỏ nhen, không đáng tôn trọng. Lòng người là thứ phức tạp nhất trên đời. Ta không thể biết một người nghĩ sao và cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải đối xử tốt với mình. Nhưng nếu ta đối xử tốt với mọi người, có lòng độ lượng, thì cuộc sống sẽ trở nên thơ thái, vui vẻ. Bậc quân tử chính nhân phải biết lấy đức phục người. Có lòng độ lượng với tất cả mọi người thì phúc không cầu cũng tự đến. Đó chính là phẩm hạnh của người quân tử. 3. Có sự sắc sảo để nhìn thấu nhân sinh. Sắc sảo quá không tốt, mà không sắc sảo cũng không ổn. Làm người tốt nhất vẫn cần một chút sắc sảo. Một người bà tính tình quá tốt, không biết cách từ chối, như thế nào cũng được, sẽ bị người khác coi thường. Có một ông chủ tiệm tạp hóa ở nước Nga, một ngày nọ ông vô tình gặp một bà lão vô cùng nghèo túng. Ông động lòng chắc ẩn, quyết định cung cấp phiếu ưu đãi nhận bánh mì miễn phí cho người già, như là nhận lương hưu. Dần dà, cả người khuyết tật, người nghèo có thu nhập thấp đều được phát phiếu ưu đãi này. Không lâu sau, tin tức cứ thế được truyền đi xa. Người nghèo ở thị trấn bên cạnh cũng cuồn cuộn kéo tới tiệm tạp hóa của ông để nhận phiếu, đồng thời còn xuất hiện cả những kẻ ăn ngon, làm biếng. Phiếu ưu đãi phát ra càng nhiều, chủ tiệm cũng băn khoăn cuộc sống của mình. Ông quy định mỗi ngày sẽ chỉ phát ra lượng phiếu ưu đãi nhất định thôi. Thế là có vài người vì tới chậm mà không được nhận bánh mì, lập tức lớn tiếng mắng mỏ ông, không mang chút lòng biết ơn nào cả. Vốn là một câu chuyện tốt đẹp, nhưng đến cuối lại khiến người ta đau lòng. Sự tốt bụng của ông chủ tiệm chỉ làm no bụng những người kia, nhưng lại chẳng hề lấp đầy lương tri, lòng mang ơn của họ. Giúp người là đức tính tốt, nhưng chớ nên không có ranh giới cuối cùng. Tốt bụng phải có ranh giới, hào phóng phải có nguyên tắc. Khổng Tử nói, lấy đức báo đức, lấy trực báo oán. Có đôi lúc chúng ta phải thu lại sự đồng tình của bản thân, phải cứng rắn hơn, không thể tùy tiện phung phí sự thiện lương của mình. 4. Có hàm dưỡng để nhìn đời bình thản. Người xưa có câu, hàm dưỡng công phu sâu, quân tử quý tự trì. Người có hàm dưỡng tức là người giữ được mình, kiểm soát được tình cảm và hành động của bản thân. Người như vậy sẽ không bị lo âu khi gặp nghịch cảnh, không giận dữ khi khó chịu, càng không trút giận sang người khác khiến mối quan hệ bị tổn hại. Hàm dưỡng là thành quả của cả một quá trình không ngừng rèn giũa bản thân, tu dưỡng đạo đức. Đó là sự lắng động của cuộc sống trong tâm linh để hướng tới con đường đi tìm bản ngã của chính mình. Người càng có hàm dưỡng thì càng xem nhẹ danh lợi, được mất. Làm được điều đó, tâm hồn sẽ trở nên thanh bình, trí tuệ thăng hoa, cuộc sống thanh thản. Có được chưa chắc đã vui vẻ, mất đi chưa chắc đã là hòa. Nhìn mọi thứ một cách bình thản là may mắn, trông thấy được ấy là phúc.
Quý vị thân mến, nếu như nhân sinh không có thăng trầm, không có đau buồn khổ não, vậy thì nó chỉ là những ngày trống rỗng, một hồi ảm đạm. Nhân sinh luôn là suy tư, nhìn nhận toàn diện, từ trong những mất mát, trưởng thành không phải là nhìn thấu mà là coi nhẹ. Sự rực rỡ của mùa hoa, sự buồn tẻ của mùa mưa, theo thời gian dần quên lãng, lắng đọng trong lòng. Một nửa tìm kiếm những điều tốt đẹp, một nửa tiếp nhận những gì không vẹn toàn. Đã từng không chịu được, không quen nhìn, bây giờ chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng. So với oán giận thế giới không bằng thay đổi chính mình, chăm sóc tâm hồn của mình, làm tốt việc của mình chính là điều mạnh mẽ nhất. Nhân sinh không hoàn mỹ, lúc khúc khuỷu cũng có phần tươi đẹp. Điều quan trọng nhất là hãy trau dồi tri thức mỗi ngày, sống tử tế với đời với mình. Yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn để thấy cuộc sống này thật đáng sống quý vị nhé. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.